Ngày hôm nay và thậm chí là ngày mai, con nước vẫn cao trên mức báo động 3 ở khu vực miền Tây. Khả năng là vẫn có thể gây ra tình trạng ngập úng ở khu vực trũng thấp. Đỉnh triều ngày mai tại trạm Cần Thơ sẽ vượt trên mức báo động 3 là 10cm. Tại trạm Mỹ Thuận sẽ vượt trên mức báo động 3 là 7cm. Phải từ ngày thứ 3 trở đi thì con nước mới xuống dần. Thậm chí là ở trạm Mỹ Thuận sẽ vượt trên mức báo động 2. Còn tại trạm Cần Thơ vào ngày thứ 4 vẫn trên mức báo động 2. Về diễn biến thời tiết, ngày mai toàn khu vực trời chủ đạo sẽ là ít mưa, nắng nhiều. Nhiệt độ cao nhất ở khu vực miền Tây Nam Bộ như là tại Bến Tre, Vĩnh Long, Cần Thơ, Sóc Trăng, Cao Lãnh và các nơi khác phổ biến trong khoảng nhiệt từ 32 đến 34 độ C. Sang đến khu vực miền Đông Nam Bộ, bao gồm thành phố Hồ Chí Minh và các nơi khác, chung mức nhiệt 34 độ C, khá nóng. Với thành phố Phú Quốc, có lợi thế biển bao quanh nên là không khí có phần thoáng đãng hơn so với trong đất liền. Ngày mai, trời nắng nhiều, mức nhiệt cao nhất trong ngày không quá 32 độ C. Phải đến tối và đêm, không khí mát hẳn, nhiệt độ giảm xuống còn 26 độ C. Trên các vùng biển phía Nam, thời tiết vẫn đang khá ổn định. Đêm nay và ngày mai, khu vực ven bờ, từ Bà Rịa Vũng Tàu cho đến Cà Mau Kiên Giang, trời không mưa, tầm nhìn xa tốt trên 10 km, gió nhẹ không quá cấp 5.